những người nên hạn chế ăn cá, biết mà tránh kẻo ê rước họa. Cá là nguồn thực phẩm bổ dưỡng, cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là axit béo omega 3. Tuy nhiên, có một số nhóm người không nên ăn cá để tránh bệnh thêm nặng. Cá là một trong những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe vì nó chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như protein, các vitamin và khoáng chất khác nhau. Cá được coi là một trong những thực phẩm tốt cho tim mạch. Nhiều nghiên cứu quan sát lớn cho thấy, những người ăn cá thường xuyên có ít nguy cơ bị đau tim, đột quỵ và tử vong do bệnh tim. Các nhà nghiên cứu tin rằng các loại cá béo thậm chí còn có lợi hơn cho sức khỏe tim mạch do hàm lượng axit béo omega 3 cao. Các nghiên cứu cũng phát hiện ra những người ăn cá thường xuyên ít có nguy cơ bị trầm cảm hơn. Nhiều thử nghiệm có đối chứng cũng cho thấy axit béo omega 3 có thể chống trầm cảm và làm tăng đáng kể hiệu quả của thuốc chống trầm cảm. Cá và axit béo omega 3 cũng có thể hỗ trợ các tình trạng tâm thần khác, chẳng hạn như rối loạn lưỡng cực. Cá và các sản phẩm từ cá là một trong những nguồn cung cấp vitamin D, chất dinh dưỡng quan trọng mà nhiều người đang bị thiếu hụt. Trong một khẩu phần cá hồi nấu chín 113g cung cấp khoảng 100% lượng vitamin D được khuyến nghị. Một số loại dầu cá, chẳng hạn như dầu gan cá, cũng rất giàu vitamin D, cung cấp hơn 200% giá trị hàng ngày trong một muỗng canh, 15ml. Một số nghiên cứu liên kết việc tiêu thụ omega 3 hoặc dầu cá có thể giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường ở trẻ em, cũng như một dạng bệnh đái tháo đường tự miễn dịch ở người lớn. Các nghiên cứu cũng cho thấy, ăn cá thường xuyên có liên quan đến việc giảm 24% nguy cơ mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em. Axit béo omega 3 trong cá cũng có thể bảo vệ chống lại bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, một nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa, chủ yếu ở người lớn tuổi. Cá rất có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên, loại thực phẩm này không phải thích hợp cho tất cả mọi người. Thực tế, có một số người nên hạn chế ăn cá, nếu không nó có thể làm trầm trọng thêm bệnh tật và gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể. Người mắc bệnh gu. Cá rất giàu purin, khi vào cơ thể nó sẽ phân hủy thành axit uric. Do vậy, nếu ăn càng nhiều cá sẽ càng làm tăng nguy cơ bị gu hoặc làm cho bệnh nặng thêm nếu bạn đang mắc bệnh. Người bị rối loạn tiêu hóa. Rối loạn tiêu hóa gây ra những cảm giác khó chịu, đau bụng và sốt. Không những thế, người bị biếng ăn, bụng đầy hơi làm cho cuộc sống hàng ngày gặp nhiều phiền toái. Những người rối loạn tiêu hóa ăn cá nhiều sẽ khiến bệnh không thuyên giảm, ngược lại bệnh sẽ trở nên trầm trọng hơn do cá chứa nhiều đạm. Người bị rối loạn tiêu hóa nên uống nhiều nước, khoảng 2, 5, 3 lít nước mỗi ngày, chia 6, 8 lần trong ngày, nên uống vào buổi sáng sớm lúc đói bụng. Cũng có thể thay thế bằng nước khoáng có nhiều kali và magie thì càng tốt. Ưu tiên các loại thịt trắng như thịt gia cầm, hạn chế ăn cá. Người dễ bị dị ứng hải sản. Nhiều người gặp tình trạng dị ứng với hải sản do cơ thể phản ứng với các protein có trong cá, tôm, cua. Nếu đã từng bị dị ứng với hải sản, bạn nên tránh hoặc hạn chế ăn cá để ngăn ngừa nguy cơ dị ứng tái phát, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Người có bệnh về thận. Người bệnh thận nên hạn chế ăn cá chứa nhiều protein, vì đó là một nguyên nhân gây tăng áp lực đến hệ thống thận. Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ bệnh lý hoặc các vấn đề sức khỏe đặc biệt nào, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi ăn cá. Bệnh nhân bị xơ gan. Xơ gan là giai đoạn cuối của các quá trình bệnh lý mãn tính ở gan với nhiều biến chứng trầm trọng, có thể đe dọa mạng sống. Tuy khó chữa khỏi hẳn nhưng việc phát hiện để điều trị sớm, tránh lao động nặng nhọc và tuân theo một chế độ ăn uống hợp lý có thể giúp bệnh nhân cải thiện các triệu chứng và phòng ngừa biến chứng. Với những người bị xơ gan, nếu bệnh nhân ăn cá mòi, cá trích, cá ngừ, nó sẽ làm cho bệnh trầm trọng thêm. Những người bị bệnh lao. Nếu bệnh nhân lao ăn nhiều cá nó có thể gây ra dị ứng, có thể dẫn đến buồn nôn, nhức đầu, đỏ bừng da, sung huyết giác mạc. Thậm chí, nó có thể khiến tim đập nhanh, tiêu chảy, đau bụng, khó thở, hoặc tăng huyết áp và tồi tệ hơn là gây chảy máu não.